Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua iPad Gen 9 nhá thì các bạn có thể tham khảo qua tại đường link mình đã để phía dưới phần ghim comment của video này. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website của Cellphonet. Thì hiện tại họ đang bán iPad Gen 9 phiên bản Wi-Fi thì là 9.990.000 đồng, còn phiên bản mà có 4G thì chúng ta sẽ thêm vào tầm khoảng 4 triệu nữa, là 13.990.000 đồng. Thì cái này các bạn cũng hết sức cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phiên bản 4G ấy là cái phiên bản mà chúng ta sẽ cần khi mà chúng ta muốn có một chiếc máy tính bảng mà có tính di động cao, ví dụ như chúng ta lên trên xe chẳng hạn này, hay đi công tác nhiều cái thứ đấy. Đó, chúng ta không muốn phát wifi từ điện thoại ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó. Còn nếu không thì chúng ta mua phiên bản wifi cho tiết kiệm. Đấy, thế thì iPad Gen 9 năm nay đã có những sự thay đổi gì so với iPad Gen 8? Đó là nó thay đổi về cái bộ nhớ trong tối thiểu đã là 64GB thay vì 32GB, điều này khá quan trọng. Tiếp theo nữa đó là nó có camera trước ngon hơn để các bạn có thể học tập online hay gọi điện video call được tốt hơn. Cái thứ ba nữa đó là nó thay đổi về cái con chip, bây giờ là Apple A13 thay vì A12, và với cái màn hình 10.2 inch thì đây cũng là một cái màn hình rất là lớn để các bạn có thể vừa học tập vừa giải trí các thứ thoải mái được. Đấy, thì đường link thì mình đã để phía dưới phần ghim comment của video này rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Anh Dũng, A Dũng 117. Đây là một cái câu góp ý của bạn ấy. Bạn góp ý là ông này lúc nào cũng tư vấn Android chơi game tốt, tại sao game thủ không dùng Android để chơi game vậy? Một cái câu hỏi cũng rất là thú vị. Thế mình sẽ hỏi luôn hai game thủ ở bên trong phòng mình nhé. Hoàng ơi Hoàng, bây giờ máy điện thoại em đang dùng để chơi game là máy gì? Black Shark 4S anh ạ. Black Shark 4S đúng không? Thế còn Kha đang dùng máy gì để chơi game? iPhone 13 Pro Max ạ. Thế tại sao em không mua Black Shark 4S giống như là Hoàng mà lại mua 13 Pro Max? Bây giờ anh nghĩ xem, nếu như em có 30 triệu mà bắt em mua cái con máy 10 triệu thì làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu của em? Chính xác rồi, bây giờ chúng ta có 30 triệu làm sao mà bắt chúng ta mua một cái điện thoại 10 triệu được, đúng không ạ? Ok, quay trở lại với câu góp ý này của bạn thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên, cái việc lựa chọn mua điện thoại nào nó phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng. Không phải là cứ game thủ là phải lựa chọn gaming phone, đấy là nhu cầu của người ta. Thứ hai nữa, đó là cái việc lựa chọn điện thoại nào nó đâu có ảnh hưởng gì đến việc là điện thoại nó chơi game có tốt hay không, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ trong tầm giá từ 10 đến 11 triệu đi, mình dám chắc chắn 100% với các bạn là Black Shark 4S chơi game tốt hơn là iPhone 10R, đúng không? Hay mình nói sai chỗ nào các bạn có thể để lại comment cho mình biết. Màn hình xịn xò hơn, loa nghe to hơn, có phím trigger vật lý, có không gian tối ưu riêng về chơi game, nhiệt độ mát hơn. Còn cái gì nữa nào? Sạc lại còn siêu nhanh 120W nữa, đúng không ạ? Chơi game chắc chắn tốt hơn iPhone 10R. Hay chẳng lẽ mình lúc mà mình tư vấn, mình sẽ dựa vào giá và mình nói rằng là vì nhiều người lựa chọn mua iPhone 10R hơn nên là iPhone 10R sẽ tốt hơn Black Shark 4S về mặt chơi game. Đâu có như thế được. Cái việc điện thoại tốt hơn hay không đâu có phải là được người dùng chọn nhiều hay không. Hay đơn giản như này, Poco X3 Pro, đúng không ạ? Chơi game tốt hơn rất nhiều so với Redmi Note 10 Pro. Nhưng mà người ta lại lựa chọn Redmi Note 10 Pro nhiều hơn rất nhiều so với Poco X3 Pro. Thế chẳng lẽ mình lại nói là Redmi Note 10 Pro tốt hơn là Poco X3 Pro à? Đâu phải là như thế. Còn cái việc người dùng người ta lựa chọn mua sản phẩm nào, đấy là phần phụ thuộc vào người ta nữa, đúng không ạ? Và rõ ràng là với cùng một tầm giá, các bạn có thể để ý mà xem, với cùng một tầm giá thì gaming phone nhá sẽ chơi game tốt hơn là iPhone đấy, nếu mà với cùng một tầm giá. Bây giờ các bạn bỏ ra tầm khoảng 14 triệu đi, 14-15 triệu là các bạn đã có thể mua được một chiếc Red Magic 6 rồi, với con chip và Snapdragon 888. Chơi game vào đấy tối cực tốt nhé, có quạt tản nhiệt bằng gió, đúng không ạ? Trong khi đó thì tầm giá đấy các bạn chỉ mua được iPhone 11 thôi. iPhone 11 chơi game cũng tốt nhưng không thể tốt bằng gaming phone được. Đấy, thì mình sẽ lấy ví dụ thôi. Còn tất nhiên, ví dụ như game thủ chẳng hạn, ví dụ như Admin Kha kìa, nó chọn hẳn iPhone 13 Pro Max kìa, 30 triệu kìa. Thế thì còn nói cái gì nữa, chứ chả lẽ bạn lấy cái 30 triệu của cái iPhone 13 Pro Max đấy để đi so sánh với một cái gaming phone kiểu như là LG Phone 5 hay là so sánh với cả Red Magic 6 Pro hay là so sánh với cả Black Shark 4S hay Black Shark 4S Pro. Đâu làm sao như thế được, cái giá nó khác hoàn toàn nhau chứ, đúng không nào? Đấy, vậy lựa chọn là phụ thuộc mỗi người. Còn cái việc lựa chọn hay không đâu liên quan gì đến việc là chơi game tốt hay không, đúng không nào? Đấy, tư vấn nó khác với việc lựa chọn. Còn mình cũng nói luôn đấy nhá, mình có thể tư vấn cho các bạn là điện thoại A, điện thoại B, điện thoại C, mình nói là điện thoại này tốt,
Nhưng có thể khi mà mình mua, mình lại mua điện thoại khác, bởi vì cái nhu cầu của mình nó khác với nhu cầu của các bạn, đúng không ạ? Đó, rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Lâm. Bạn hỏi là: chào anh Dương, em tham khảo thì iPhone 13 Pro Max sạc nhanh lên tới 27W chứ không phải là 20W như là công bố. Vậy em dùng sạc nhanh 30W cho em nó thì có ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ của pin hay không? Mong anh hồi âm, chúc anh sức khỏe và ngày nhiều người yêu mến. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, ok, nếu mà với cái câu hỏi này các bạn thì mình thấy là như sau này. Nghĩa là nó còn tùy sạc. Ví dụ, bây giờ bạn sạc sử dụng cái sạc VOC 30W của Oppo hay là Realme hay là OnePlus, bạn sạc cho 13 Pro Max thì chắc chắn 100% nó sẽ không thể sạc nhanh được. Đấy, thậm chí khi nó chỉ nhận sạc tầm khoảng 5V 1A hay 5V 2A thôi. Đấy, nhưng mà ví dụ như bạn sử dụng sạc 30W của những cái hãng khác đi, những hãng bên thứ ba khác nhé, những hãng mà họ chuyên sản xuất sạc cơ, thì nó sẽ lên được 27W, bởi vì là iPhone nó sẽ nắn dòng lại. Các bạn hình dung được không? Cứ yên tâm, cứ dùng sạc 30W cũng được. Đấy, nhưng ví dụ bây giờ bạn cứ thử đi, bạn lấy một cái sạc 33W đi chứ không phải 30W, bởi vì Xiaomi thì hầu hết là 33W. 33W của Xiaomi mà bạn sạc cho iPhone đi, hôm trước mình test là nó không được lên 27W đâu, nó chỉ lên tầm hơn 20W một tí thôi. Đấy, nghĩa là tùy vào cái sạc 30W mà bạn sử dụng nhá, chứ không phải sạc 30W nào cũng khiến cho điện thoại nhận đủ 27W đâu nhá, không phải đâu nhá, hãy chú ý. Realme với Oppo hay OnePlus thì không bao giờ sạc nhanh được cho iPhone đâu, hay thậm chí là bất kỳ điện thoại nào khác nữa, không riêng gì iPhone. Đó, được chưa? Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghiếp Tong. Bạn hỏi là: chào bạn, lúc này sao không thấy làm về kính thực tế ảo VR, có phải là nó đã lỗi thời rồi không? Chúc bạn nhanh đặt nút vàng. Rồi, các bạn rất nhiều. Cá nhân mình nhìn thấy là cái trào lưu kính thực tế ảo VR nó xuất hiện cách đây khoảng 3-4 năm, lúc đó rất là thịnh hành. Samsung hay là những hãng khác sản xuất kính thực tế ảo VR ấy. Đấy. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là gì? Đấy là mình sẽ nói đến vấn đề là kính thực tế ảo VR kết nối về điện thoại nhé. Thì thực ra là người dùng sẽ không quá cần thiết những cái điều đó. Khi chúng ta đeo kính thực tế ảo VR vào điện thoại như này này, thì nó sẽ phóng đại cái màn hình của cái điện thoại này ra này, đúng không ạ? Nhưng mà đeo vào lâu cái này nó mỏi vô cùng luôn, nó mỏi lắm. Nó cảm thấy nó rất là khó chịu. Và xem to như thế với một khoảng cách như này thì nó không sướng đâu. Thà chúng ta xem hẳn ở trên tivi này. Đấy, hay là thậm chí kể cả chúng ta xem ở trên điện thoại màn hình bé như này vẫn được, nhưng mà đâu nhất thiết phải cần cái kính thực tế ảo đấy. Nên là mình nghĩ là với tất cả những điều đó nên là kính thực tế ảo bây giờ nó không phổ biến như ngày xưa nữa. Còn ngày xưa những cái gì mà nó mới này, nó lạ này thì rất là nhiều người dùng người ta thích. Nhưng bây giờ khi mà nó không còn mới, không còn lạ nữa rồi, và người ta cảm thấy là cái yếu tố thực tiễn nó không có nhiều, thì người ta sẽ quên nó đi thôi. Dần dần người ta sẽ quên nó đi. Nhưng nhá, những cái tựa game thực tế ảo thì nó lại khác đấy nhá. Những tựa game thực tế ảo các thứ như này thì mình thấy là vẫn có nhiều người chơi mà, đâu phải là ít đâu. Đấy, nhưng mà cái mà bạn hỏi đây là kính thực tế ảo thì đúng thật. Quan trọng nhất là vẫn là tính thực dụng thôi các bạn ạ. Đó. Rồi. Hay là như ngày xưa ấy, cũng có nhiều những cái món phụ kiện, ví dụ như là món phụ kiện chụp ảnh cho điện thoại này, hay là những cái món phụ kiện mà đeo len, các bạn hình dung được không? Đeo cái len cho điện thoại này này. Đấy. Bây giờ còn ai dùng nữa đâu mà. Giờ hơi mua mấy cái món phụ kiện len liếc các thứ như thế. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa Lưu. Nghĩa Lưu. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa Lưu. Từ cuối khó đọc, bạn ấy hỏi là: chú ơi, cháu nghĩ chú nên làm những điện thoại dành cho những loại người, sao lại loại người, những người chứ, những người như là người làm văn phòng, học sinh, người trung niên cao tuổi, sinh viên đại học. Ok, câu hỏi rất là thú vị. Tuy nhiên là mình coi như đây là một cái góp ý của bạn để hôm sau mình sẽ làm. Thì tất nhiên không phải là người làm văn phòng nào cũng có thu nhập giống nhau, đúng không ạ? Có người đi làm văn phòng lương chỉ được khoảng 3-4 triệu thôi. Đấy, có người làm công chức cái lương chỉ được vài triệu bạc thôi. Đấy, có những người mà người ta đi làm văn phòng, người ta làm giám đốc lương cả 100 triệu chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ mỗi người như thế. Hay ví dụ như là học sinh chẳng hạn, ví dụ như mình này, mình là học sinh, ngày trước mình là sinh viên học viện tài chính này, thì là mình lại có cái yêu cầu một cái điện thoại khác. Hay là ví dụ sinh viên RMIT này, đấy thì lại phải tư vấn một cái loại điện thoại khác rồi, đúng ạ? Đấy, hay là ABCDXYZ đi. Đấy, nghĩa là đại loại là mỗi người có một cái tầm giá khác nhau. Tuy nhiên, đúng, cái góp ý này các bạn cũng rất là hay. Và sau này mình sẽ chắt lọc ở đây là gì? Ví dụ như là
những người làm văn phòng, làm người làm công sở ấy, thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn một cái điện thoại nào mà nó lịch sự một chút, nó phổ biến một chút cũng được, ví dụ như kiểu iPhone này, hay là Samsung dòng Note này, hay là Fold hay Flip cũng được, đấy kiểu như thế. Học sinh thì mình sẽ tư vấn cho đại đa số học sinh thôi nhá, tầm giá tầm khoảng 3 đến 5 triệu kiểu như thế. Người trung niên cao tuổi thì mình sẽ ưu tiên là những cái điện thoại nào mà nó pin trâu này, hay là màn hình lớn này, đấy. Thì người trung niên cao tuổi sẽ cần những đó. Hay là sinh viên, những bạn trẻ thì sẽ ưu tiên thêm một chút về vấn đề về camera nó sẽ đẹp, ok. Đấy thì hôm sau mình sẽ ghi nhận góp ý của các bạn để mình sẽ làm top điện thoại cho từng khách hàng với những nghề nghiệp khác nhau, được chưa? Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đoàn 86. Bạn hỏi là em dùng cả iPhone và Android nhưng chưa có đồng hồ thông minh, theo anh thì nên mua Apple Watch hay là Galaxy Watch Active, cụ thể là dùng iPhone 12 và Galaxy Note 8. Mong trả lời em vì em chuẩn bị đi mua, không quan trọng cũ mới, cảm ơn. Rồi, cá nhân mình thì mình thấy là như này này. Đầu tiên ý, là bạn đã có cả Android lẫn iOS rồi thì bạn mua đồng hồ nào cũng được. Nhưng hãy chú ý những nhược điểm của những cái đồng hồ như sau nhé. Thứ nhất, nếu mà bạn bắt đầu mua Apple Watch thì mình nghĩ là bạn nên mua một cái Apple Watch SE là hợp lý. Xong sau đó thì thích hay không ấy thì nâng cấp sau, được chưa? Chứ nếu mà bây giờ đùng một phát mua lấy Apple Watch Series 7 xong sau đó không thích thì bán đi lỗ tương đối đấy. Thế thì mình nghĩ là bạn nên mua một cái Apple Watch SE trước này. Nhưng hãy chú ý rằng tất cả nhé, không riêng gì SE đâu nhé, tất cả Apple Watch bây giờ điểm yếu chí mạng của nó là pin vô cùng yếu. Nói luôn là vô cùng yếu, chỉ đủ dùng trong một ngày thôi. Đấy. Và nếu mà bạn quên đấy nhá, nghĩa là ví dụ mình bây giờ mình về mình hay sạc pin cho vợ mình, chỉ cần một ngày mình quên thôi thì là ngay lập tức ngày hôm sau vợ mình là không đeo đồng hồ đi được nữa, vì hết pin mà. Đấy, thì hãy chú ý cái điều này. Còn Galaxy Watch Active thì cũng được, nhưng mà nếu mà là mình thì mình sẽ ưu tiên mua đồng hồ giá rẻ mà lại thiết kế nó đẹp hơn, mà sử dụng nó mượt mà hơn, thì mình có thể nghiên cứu sang chiếc Amazfit GTR 2. Đấy, thì mình nghiêng nhiều hơn về cái đó thay vì Watch Active. Còn GTR 2 thì mình thấy là giá nó tầm khoảng 3-4 triệu thôi, rẻ bằng một nửa so với cả một cái Apple Watch SE, thì nó cũng cân nhắc, nó vẫn có nghe gọi đấy nhá, vẫn có nghe gọi luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Lưu Hoàng Khang tuổi trẻ. Đây là một cái góp ý vui vẻ nha, mình chưa tính lại đâu. Các bạn khác có thể tính lại cái câu hỏi này, nhưng mà đây một câu hỏi rất là vui vẻ về cái việc là sạc siêu nhanh. Bây giờ cứ cho là một ngày sạc 120W so với sạc 20W thì tiết kiệm là 1 tiếng. Ví dụ sạc 120W sẽ mau thay pin hơn sạc 20W là 6 tháng đi. Vậy nếu nhanh hơn 1 tiếng thì như thế sẽ tiết kiệm được 8 ngày. Vậy có xứng đáng với số tiền thay pin hay không? Chỉ có vài trăm nghìn. Quá xứng đáng luôn, đúng không ạ? Mình thích 8 ngày cơ mà các bạn. Trời ơi, tiết kiệm được 8 ngày đó các bạn sinh được bao nhiêu tiền? 8 ngày đó mà các bạn chẳng lẽ không sinh được tiền ra để mà thay được quả pin à? Đúng nào? Tuyệt vời, cái góp ý này quá tuyệt vời luôn. Đấy, nên là đây để cho bạn biết được là có nhiều bạn ấy điện thoại hỗ trợ sạc siêu nhanh. Như các bạn mua điện thoại Oppo này, sạc 65W sạc siêu nhanh này, hay mua điện thoại mấy cái điện thoại của Xiaomi sạc 120W rất là nhanh. Nhưng các bạn sợ sạc siêu nhanh nó làm đau pin, nó làm pin tụt nhanh, nó làm pin chai đi, đúng không ạ? Xong thậm chí có nhiều bạn cẩn thận đến mức là cắm sạc vào, hẹn giờ để mà rút sạc ra để cho nó đỡ bị chai pin, hay là đúng 1 giờ đêm phải hẹn giờ để mà rút sạc ra, chấp nhận đánh mất một giấc ngủ hàng đêm như thế. Để làm gì? Để không sạc qua đêm. Để làm gì? Để cho pin nó đỡ bị đau. Như thế có phải khổ hay không ạ? Đúng không ạ? Hay thậm chí có những bạn cẩn thận đến mức mà có sạc 120W ra chợ Đồng Xuân. Anh ơi, bán em cái sạc 5V 1A hay bán em cái sạc 5V 2A tầm khoảng 5W đến 10W thôi, em về em sạc cho máy điện thoại của em. Còn sạc 120W em để trong hộp, để sau này em bán cho nó giữ giá, không phải bóc hộp ra phụ kiện sau này lắp lại khó lắm anh ạ. Đấy, nhiều bạn cẩn thận lắm. Rồi, ok, vui vẻ vậy thôi nhá. Các bạn tính xem là bạn này tính có đúng hay không nhá. Mình chưa tính đâu nhá. Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.